video này thì Phương sẽ review cho mọi người một chiếc jumpsuit. Đây là một chiếc jumpsuit mà Phương nghĩ rằng là sẽ rất là phù hợp cho mùa hè năm nay. Với họa tiết thì nó là giữa hoa này, lá, tức là những cái màu sắc rất là tươi mát và phù hợp với mùa hè. Đó, và phần tay thì cũng rất là mát mẻ luôn. Nó ở trên đây thì có hai dây này, ở bên này thì nó sẽ có một cái phần tay rủ xuống như thế này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Cực kỳ mát mẻ luôn. Phần ở eo ấy thì là bằng chun nha, nên là chúng ta có thể di chuyển đi lại thoải mái, không phải sợ gì cả, không sợ co cứng gì hết. Quần thì là dáng quần ống rộng và cạp cao nên sẽ kéo dài chân của chúng ta hơn. Đó, ví dụ như mặc set này nhá, mọi người chỉ cần phối thêm một cái gọi là cái mũ mũ gọi là mũ rộng vành ấy là đã rất là xinh rồi, ví dụ như đi du lịch chẳng hạn đó. Còn thật ra như là cái chất vải này rồi mặc cái kiểu như thế này chúng ta vẫn có thể mặc hàng ngày đi chơi được. Đó, mắt rất là mát mẻ, phù hợp với mùa hè luôn. Ở đằng sau thì rất là điệu và xinh. Đó, xinh đã man luôn ấy. Jump này thì có đủ size SML, XL cho mọi người nha. Và áo này thì sẽ có hai kiểu mặc. Kiểu đầu tiên là mình có thể mặc hai dây này, xong rồi gọi là thả cái phần tay đi xuống như thế này. Kiểu thứ hai thì mình có thể bỏ cái phần tay ra. Bây giờ thì Phương sẽ bỏ thử phần tay ra cho mọi người nhìn xem option 2 của nó sẽ như thế nào nhá. Đây, và kiểu thứ hai sẽ mặc như thế này. Kiểu thứ hai thì chúng ta sẽ để hết cái phần bèo ở phía dưới luôn và chỉ để thành áo hai dây thôi. Đó, có hai kiểu mặc như vậy luôn. Mọi người thích mặc kiểu nào cũng được. Nói chung là Phương thấy cả hai kiểu đều xinh. Ví dụ như ai mà muốn che tay thì chúng ta có thể là mặc theo kiểu đầu tiên. Còn ví dụ như là muốn khoe một chút tay, một chút cổ thì chúng ta có thể mặc theo kiểu hai dây như thế này. Đều rất là đẹp, hai kiểu đều rất xinh nhá. Mọi người mà thích set này thì đừng quên để lại comment hoặc là inbox trực tiếp cho Mega Fashion để được các admin tư vấn nhé.